Nữ chính người ấy là ai truyền giới, từ ngồi khóc trước cửa nhà Hương Giang đã có một cuộc sống như thế nào? Các bạn đang lắng nghe bản tin của kênh Làm Lành TV, đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất các bạn nhé! Tập 7 của Người ấy là ai đã có sự xuất hiện của nữ chính Hạ An. Điều đặc biệt, cô là một người chuyển giới. Đến với chương trình, Hạ An mong muốn sẽ tìm được một người đàn ông có thể nào chấp nhận và bao dung con người thật của mình. Ngay khi nữ chính xuất hiện, Hương Giang liền nhắc đến một kỷ niệm xưa. Tôi rất có duyên với Hạ An, bạn này đã từng liên tục đứng trước cửa nhà của tôi rất nhiều ngày. Tiếp lời cố vấn, nữ chính kể lại. Từ khi còn đi học, tôi nghĩ bản thân phải được trở về chính mình và tôi đã tìm được một người giống mình, đó chính là chị Hương Giang. Tôi cần phải được giải đáp tất cả các thắc mắc của bản thân. Tôi đã tìm đến nhà chị Giang vào ngày mùng 1 Tết nhằm để hỏi cách có thể nào để chuyển giới. Ban đầu Hà An cho biết không gặp được Hương Giang vì người nhà của nữ ca sĩ không biết cậu thanh niên đến với mục đích gì. Tôi đã ngồi gục xuống và bật khóc. Chính vào khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ bác trai nhìn thấy tôi và chị Giang có sự tương đồng. Và tôi đã gặp được chị Giang, chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều để có được ngày hôm nay để trở thành một người con gái. Hà An xúc động nhớ lại. Trả lời về thắc mắc đã có mối tình nào sau khi chuyển giới của Hương Giang, Hà An đã nói. Tôi đã có một mối tình. Sau khi chuyển giới, tôi đã có một cái cây khát nước. Con người ta luôn luôn mong chờ hạnh phúc. Tuy nhiên, hạnh phúc không thể nào kéo dài. Nữ chính xúc động. Trong quá trình hẹn hò, tôi nghĩ mình đã trở thành một cô gái. Tôi không thích nói về bản thân mình là ai. Anh ấy cũng không phát hiện ra. Một hôm, anh chia sẻ mong muốn có con, nên muốn cả hai tiến tới việc lập gia đình. Lúc đó, tôi tự cảm thấy mình có lỗi. Và cuối cùng, Hà An đã lựa chọn nói ra sự thật với người yêu. Khi biết được sự thật, anh ngồi đối diện với tôi mà không nói gì. Anh vẫn coi như là chưa nghe thấy gì cả. Hà An bật khóc. Người chuyển giới luôn luôn sợ nói ra những sự thật thì cuộc tình của mình sẽ không được bắt đầu. Ngày xưa tôi cũng như vậy, nhưng sau này tôi nhận ra có những vùng phạm vi không thể nào thuộc về chúng ta. Vì vậy, tôi chọn cách thẳng thắn ngay từ đầu. Hương Giang đã chia sẻ. Trong khi đó, Trấn Thành đã đưa ra lời khuyên cho nữ chính. Cái mà em cần là sự tinh tế để đo được sự bao dung của một người đàn ông. Nếu một người phụ nữ không biết cách đo được sự bao dung của một người đàn ông, thì đừng nói tới một người chuyển giới. Ngay cả một người phụ nữ thông thường cũng khó có thể có được hạnh phúc. Ngay sau khi bị lên sóng, nữ chính của Người ấy là ai đã phản ứng cực gắt khi bị chê kém xinh. Sau khi xem một đoạn teaser Người ấy là ai tập 7, nhiều khán giả cho rằng Hà An kém sắc hơn so với ảnh trên Facebook rất nhiều. Ngoài ra, kiểu tóc búi phần mái rủ phía trước làm cho Hà An trông không ấn tượng bằng lúc quay clip giới thiệu. Một số người còn cho rằng cô nàng bị già hơn rất nhiều so với tuổi của mình. Không những vậy, họ còn chê rằng Hà An không đẹp. Trước những lời chê bai của cư dân mạng, nữ chính của Người ấy là ai đã lên tiếng. Em buồn vì lên hình không được xinh xắn làm cho mọi người thất vọng, váy cũng hơi rộng. Ngoài ra, khi bị chê sáng xấu, cô nàng thẳng thắn. Mình buồn vì mình có đi thi hoa hậu đâu mà chê. Xấu thì không được yêu à? Các bạn chê răng của mình không đẹp thì mình làm sao được? Mình đâu có tiền để bọc răng sứ đâu. Đó là những đáp trả rất gay gắt của nữ chính mới. Sau đây mời các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của Hà An khi trở thành nữ chính của Người ấy là ai. Xin chào Hà An, khi nhận ra giới tính thật của bản thân mình thì bạn có từng trải qua cảm giác bị kỳ thị ở nơi mình sinh sống hay không? Gia đình của bạn đã phản ứng như thế nào khi biết được chuyện này? Khi nhận ra giới tính thật của bản thân mình có cảm giác mọi người xung quanh dường như đổ dồn tâm điểm vào mình. Đó thực sự là những ngày thực sự khó khăn. Đi đâu, làm gì cũng có cảm giác như mọi người đang để ý và bàn tán về mình. Có rất nhiều sự mỉa mai và chê bai. Nói ra nói vào, có người còn nói A-dua, A-còng, đua đòi xã hội. Có những người tuy không nói ra nhưng mình có cảm giác họ xa lánh mình như thế nào, như mình là một người bệnh. Thậm chí có những người vào tận Facebook của An đã công kích nói xấu, nhắn tin và chê bai này nọ. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người bạn thấu hiểu, thông cảm và hỗ trợ cho mình trong quãng thời gian này. Về phía gia đình mình, bố mình đã mất trước khi mình chính thức công khai. Mẹ mình thì buồn nhiều lắm. Khi mẹ phát hiện ra đứa con như mình thì mẹ khóc suốt. Mẹ thì ở thế hệ trước nên cũng khó thay đổi được suy nghĩ này và phải mất một thời gian rất dài thì mẹ mới dần quen với việc con trai của mẹ thực sự là một cô gái. Các anh chị của mình thì nghĩ thoáng hơn về vấn đề này. Thôi thì em mình là vậy, nó là con gái thì nó là con gái thật mà, nhưng họ cũng không đồng ý với việc chuyển giới vì lo lắng cho sức khỏe của mình. Bạn nghe nhóm ý định chuyển giới từ khi nào và động lực nào đã khiến cho bạn quyết định trở thành con gái?
Mình đã nhen nhóm ý định chuyển giới từ khi mình lên lớp 6. Thời điểm đó, mình đã định bản thân là một cô gái. Còn việc toát lên thần thái của một người con gái thì có lẽ là từ khi mình 5 tuổi. Động lực để mình muốn trở thành một cô gái là vì lúc đó, lúc nào mình cũng suy nghĩ trong đầu rằng mình không thể nào diễn tiếp vai một người con trai trong suốt cả cuộc đời. Mình phải được sống thật với bản thân. Bạn đã chuyển giới lâu chưa? Hoa hậu Hương Giang đã hỗ trợ bạn như thế nào trong quá trình chuyển giới? Mình đã chuyển giới được 3 năm rồi. Chị Giang là một người rất tốt và cả bố mẹ của chị Giang cũng rất tốt. Chị Giang là người đầu tiên lấy thuốc hormone chuyển đổi giới tính bên Thái Lan gửi về cho mình. Khi nhận được sự tư vấn giúp đỡ từ chị Giang thì mình cảm thấy cuộc sống của mình có rất nhiều sự trùng lặp kỳ lạ đối với chị Hương Giang. Như là khi mình tiêm thuốc đủ liều lượng để sang Thái Lan phẫu thuật, cũng là thời điểm mà chị Giang qua đó để thi hoa hậu. Lúc chị Giang đăng quang thì cũng là lúc mình vừa tỉnh cơn mê sau phẫu thuật. Được biết gia đình của bạn cũng không mấy khá giả, vậy thì chi phí nào để cho bạn chuyển giới? Và chi phí đó có tốn quá nhiều hay không? Chi phí chuyển giới rất tốn kém, một phần mình gom góp vào vay mượn nên cho đến tận bây giờ mình vẫn đang trong quá trình trả nợ. Cảm giác của bạn khi lên bàn mổ và khi chính thức trở thành một cô gái như thế nào? Khi bước lên bàn mổ, cảm giác của mình rất sung sướng và hạnh phúc khi mình sắp được trở lại đúng với con người thật của mình. Cảm giác còn lại là sợ hãi, liệu rằng có vấn đề gì đó xảy ra hay không? Và nếu rằng có vấn đề xảy ra thì người thân, gia đình, bạn bè sẽ đối diện với điều này như thế nào? Thực ra thì người mất đi không thể nào cảm thấy được điều đau khổ, mà người ở lại mới là người chịu đau. Rồi cái cảm giác mà khi bước lên bàn mổ, mà ở ngoài cửa thì không có một người nào đợi bạn, nó rất là đáng sợ. Hiện tại bạn đang làm công việc gì? Công việc của mình là một người sáng tạo nội dung video với một kênh YouTube mà mình mới mở. Đồng thời mình cũng là một người mẫu ảnh và còn giúp đỡ công việc tại xưởng sản xuất của anh chị mình. Cơ duyên nào đã khiến cho bạn trở thành nữ chính của Người ấy là ai? Mình cũng rất yêu thích chương trình Người ấy là ai, đồng thời yêu quý, ngưỡng mộ chị Giang, anh Trấn Thành và đội ngũ ban cố vấn siêu đáng yêu. Chương trình mang đến một thông điệp truyền cảm rất tích cực về cộng đồng LGBT. Có một người bạn quen trên Facebook đã động viên mình rất nhiều và khuyên mình nên tham gia vì bạn ấy muốn thấy mình hạnh phúc và mặc dù bạn ấy chưa lộ mặt bao giờ. Thứ hai nữa là mình muốn xuất hiện trên chương trình và tìm cho mình một hạnh phúc riêng. Mẫu bạn trai lý tưởng của bạn là gì? Mẫu bạn trai lý tưởng của mình là một người đàn ông trưởng thành, bao dung và chấp nhận quá khứ của mình. Điều quan trọng nhất đó là một người đàn ông giữ được lập trường chính kiến, sẵn sàng gạt qua dư luận. Sẵn sàng gạt qua dư luận xã hội để bảo vệ tình yêu cho mình. Thêm một chút nữa là mình thích mẫu đàn ông hơi tròn trịa. Nếu như được cùng ra về với một chàng trai độc thân, thì bạn có làm như lời của bạn cố vấn nói, thành thật chia sẻ mọi vấn đề cho chàng trai đó biết để quyết định về tương lai mối quan hệ. Nếu như được trở về với một chàng trai độc thân thì mình sẵn sàng chia sẻ hết tất cả mọi chuyện, mọi thứ bằng sự chân thành nhất, bằng tất cả tình cảm mà mình đã dành cho chàng trai đó để tạo nên một tương lai tốt đẹp của hai người. Không có bất cứ một điều gì giấu giếm. Mình nghĩ bản thân là một người có ít cơ hội yêu thương nên mình đánh giá cao về việc đó và coi trọng trân quý nó hơn người khác nghĩ rất nhiều. Bạn cảm thấy ra sao khi trong tập có mình tham gia được lên sóng ngay tháng tự hào dành cho cộng đồng của LGBT? Mình rất vui và hạnh phúc bởi vì từ trước cho đến nay mình luôn đau đáu một việc, đó là đóng góp một phần sức nhỏ của bản thân dành cho cộng đồng LGBT. Chị Giang đã tạo dựng hình ảnh cho một cộng đồng tốt đẹp và tích cực. Chị ấy còn giúp đỡ những người trong cộng đồng LGBT và mình đã học tập được điều đó. Giờ mình đang cố gắng phấn đấu tạo nên sự tích cực trong cuộc sống dành cho những người trong cộng đồng. Thực sự mình rất mừng vì tập có mình làm nữ chính được phát sóng trong đúng tháng cho cộng đồng LGBT. Cảm ơn những điều chia sẻ của Hà An, chúc bạn sẽ tìm được một chàng trai như ý muốn trong tập phát sóng mới.